Anh mở mở xin thân chào các em nha. Hôm nay anh mở xin giới thiệu với em một bộ đồ chơi quá trời hot luôn. Vừa về với bên shop anh, trị giá là 65 ngàn. Đây là bộ đồ chơi công chúa nha các em, rất là đẹp luôn nha. Các em có thể nhìn tổng quát nè, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ anh sẽ review từng cái nha. Đó em thấy cái này là lọ hoa nè. Rồi đó cái kiếng trang điểm nè các em, rất là nhiều ha. Có chì sơn này nọ nữa. Đó gắn tóc này nọ nữa. Này gắn móng tay nè các em. Đó rồi cái này là cái tay cầm dương miệng nè đó, rồi cái túi màu hồng nữa, rất là đẹp đó, rất là đẹp luôn. Chỉ có 65k thôi đó. Em nào mà không biết gắn làm sao á thì em quay ra sau thì người ta sẽ có hướng dẫn đó. Mặt nạ ha, mắt kiếng ha, trang điểm ha, make up ha, tùm lum hết trơn, rất là đẹp. Rồi em nào muốn mua hàng thì liên hệ với anh qua số điện thoại là 0387728778 nha các em. Rồi anh sẽ ship code đến toàn quốc cho các em. Xin chào và xin hẹn gặp lại các em. Đây rất là đẹp trên miệng luôn nè. Ok.